Thấm nhuần trí tuệ từ bi.
Này
con gặp được xin tri tụng, nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mừng. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Phương tiện nhà cửa phố xa cho đến hàng cây
cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bà, nước tang công đức chảy hoài không dừng, cá dưới hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xá Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về bồn quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, Xá Lợi anh thu bạch hạc cộng tước, ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang. Phá băng vi diệu bày bồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Này Xá Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc gió nhẹ nhẹ bay, sao động hàng cây màn lưới lung lay, tạo ra âm hưởng du dương trầm băng, vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ. Niệm Phật pháp tăng, này Xá Lợi Phật, thế giới Cực Lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này Xá Lợi Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A-di-đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này Xá Lợi Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp, không thể nghĩ bàn, không thể tính đến, hết nạn tử sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy hiểu A Di Đà. Này Xá Lợi Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp,
công mừng hóa đầu, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt. Nước bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán trọn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin sẽ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bất luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên. Trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền linh, không còn tán loạn mộng tưởng đạo điên, đạt được nhất tâm vững trái thành thơ. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà, thanh trung hà sa giang tay tin dân kiến đường vãng sanh. Này xa lời Phật, quy nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lời Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát, thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam tháng hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, đầy xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã đường bất thoái và đã có mặt tại cực lạc.
Cực Lạc du. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật, Cực Lạc Tây Phương thì vô số phần cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật Thích Ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hoa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh cam cường não phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, Ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Đều chẳng
chẳng sai, chẳng nhớ chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sai, chẳng thọ tưởng hành thức trong không, mắt tai mũi lưỡi ý thân sắc thành vị số pháp hương không còn, không nhận thức nên không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thực tình cũng không, không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu, bấy lâu Bồ Tát dựa vào Chi Bà La Mật thâm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoảng thiên, xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh Phật nương vào, chứng thành quả giác tối cao, nên xem Bát Nhã thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhân, lời chú thần rất mực quang minh, chú thần cao cả anh linh, là lời thần chú thật tình cao siêu, chưa dứt được mọi điều đau khổ, đúng như vậy muôn thuở không sai, ngài liền nói chú này để người chỉ niệm sáng bay chân tâm. Gate gate para gate para sangate puri swaha, gate gate para gate para sangate puri swaha, gate gate para gate para sangate puri lại nhai đường bên dài.
A Di Đà Phật. Hiện tại sống chánh niệm tịnh độ đại.
thật rồi. Sau này đổi thân khác, thế nào cũng an vui. Niệm Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn. Chín phẩm xem hiền tiền, từ tha đều thọ dụng. Biết trước giờ mạng chung, không nào núng tâm này. Thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng. Di Đà cùng thành chung, tay nâng đóa sen vàng. Có mặt trong giây lát, cùng lên đường thong dong. Sen nở là thấy Phật, tình độ là quê hương. Cuối xin Phật chứng giám, hành trì không buông lung. Giáo chủ cõi Tây Phương,
năng nhân tịnh độ pháp hương Di Đà. Bốn mươi tám nguyện rộng xa độ sanh tất cả về tòa Kim Liên. Nguyện hương linh sống được an lành, nghe kinh kệ siêu sinh tịnh độ, vượt về khổ thoát khỏi ta bà, đóa sen vàng chính phẩm nở hoa. Pháp thân Phật Di Đà Thọ Chúa, chúng con đồng nhất tâm cầu nguyện. Bốn loài sinh trên đất tình và cõi đã qua tòa sen, hằng xa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên hồng địa. Người mất siêu sinh kẻ con phúc lạc, năm châu an định bốn biển thanh bình. Tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh giác ngộ